Xin chào các em, chúng ta tiếp tục nhé. Thì như vậy ở trên chúng ta đã xét là cái ví dụ tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm trái dấu. Thì như thế nó đặt vấn đề, tức là khi chúng các em làm bài tập phần này chúng ta hay bị mắc một cái lỗi là quên không xét hai bằng không, cứ tương luôn rồi. Tất nhiên trong một số trường hợp là nó trùng với đáp số luôn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ được điểm tối đa, mà bao giờ cũng phải xét hai bằng không trước xem thế nào. Đây là cái thao tác mà lúc nào cũng phải để ý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một câu tiếp theo này như này. Tìm các giá trị của M để phương trình này có hai nghiệm đều dương. Xin mời. Thi học kỳ bây giờ tới sắp tới là sẽ có một trong những cái câu mà chúng ta học ngày hôm nay. Quên, thầy cũng bảo các em này, cái việc mà các em học online nhiều thì trong người nó sẽ có những cái khó chịu. Như vậy mình để tránh điều đó thì mình thế nào? Thỉnh thoảng mình nghe ca nhạc là một này, thứ hai là chạy loanh quanh trong nhà, dọn dẹp việc nhà, xong nhặt rau rửa bát vân vân thì sẽ giúp chúng ta nó bớt căng thẳng. Còn nếu như các em cứ ngồi học, ngồi học và ngồi học, cứ ngồi học ngồi học, bố mẹ cứ bảo ngồi học đi, bố mẹ làm hộ cho là chết rồi, không được, phải đi tham gia những cái công tác trong gia đình thì nó mới thoải mái đầu óc, đỡ căng thẳng. Thầy cũng thế thôi, thầy cứ dạy online suốt căng thẳng, nhưng mà thầy tuần vừa rồi thầy lên trường dạy tiếp xúc với rất nhiều người mà về sau người ta có thể là F0 và F1, một khoảng cách gọi là tiếp xúc theo nghĩa là nó ở học trong cùng lớp, còn đâu thì là vẫn thầy cho khoảng cách nhau mấy mét mà, nhưng mà về mặt thầy thì cứ thoải mái, lúc nào nó đến, bị thì bị, không bị thì thôi. Nè, bên đây thì dạy vẫn nhiệt tình với sinh viên thoải mái. Nào, rồi, như vậy A của chúng ta sẽ tìm ra là M trừ 2. B bằng trừ 2M, thao tác này không thừa tí nào cả. B phải bằng trừ M, đúng không? C bằng M cộng 3, đây chưa phải là phương trình bằng 2. À, cho nên là các em cứ cho thầy A bằng 0 trước. Thường thường những câu hỏi hai nghiệm dương, hai nghiệm đặc biệt a bằng không là thường không thỏa mãn, nhưng mà không xét là thiếu. A bằng không chúng ta giải ra ngoài giấy nháp là m bằng 2, đúng không? Viết vào bài là với m bằng 2. Nếu mà bạn nào không để ý cái chi tiết này, không hiểu ở đâu ra, thì công trình đã cho trở thành phương trình đã cho trở thành cái gì? À, thay M2 vào nhé,
tiếp gọi là trừ 4x cộng 5 bằng 0. Phương trình này phương trình duy nhất đúng không? Phương trình duy nhất có mấy nghiệm? Phương trình này chỉ có nghiệm duy nhất. Có thỏa mãn đề bài không ạ? Duy nhất. Mặc dù thầy đánh máy rồi nhưng thầy phải viết tay lại để các em biết được cái tốc độ viết như thế nào để các em làm vào bài của mình. Có nghiệm duy nhất x bằng bao nhiêu? 5/4 đúng không? Suy ra là m bằng 2 có thỏa mãn không? Không thỏa mãn. Không thỏa mãn tức là loại đấy. Cái trường hợp này là rất hay quên, thầy nói rồi. Cứ phải xét 2 bằng 0 trước. Cứ để sau em xét, để sau tí nữa. Được bài sướng quá lại quên. Không lo, không làm cái thằng này. Toàn đúng không? Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Với em khác 2, phương trình đã cho là phương trình bậc 2. À, lớp mình toàn bạn học văn được và trình bày tốt nên có cái gì đâu. Không cần phải đúng từng chữ. Phương trình đã cho là phương trình bậc 2. Điều kiện phương trình có hai nghiệm đề dương là gì? Dùng điều kiện hoặc là phương trình có hai nghiệm dương khi và chỉ khi cũng thế, được chưa? Câu đồng nghĩa, học câu đồng nghĩa để làm cái gì? Điều kiện để phương trình có hai nghiệm đều dương, hai nghiệm dương là hai nghiệm này cũng giấu đúng không? Cũng giấu thì phải có đủ ba cái, ba điều kiện. Đấy, thứ nhất là delta, thứ hai là af, thứ hai là cùng tổng dương tích dương. Đấy, a khác không biết, nhắc lại để không bị quên. Có nhiều bạn quên không nhắc lại đấy, lúc kiểm tra điều kiện này nó lại không thỏa mãn. Nhắc lại không được. Delta delta phẩy. Để bài không nói là hai nghiệm phân biệt đúng không? Thì bao giờ nó nói hai phân biệt thì bỏ cái dấu bằng đi nhé. Tổng dương tích dương. Tổng là chữ S. Tổng dương. Tích dương. Đấy, cứ ghi cái này trước đã, sau đó điền là không bao giờ sẽ nhầm. Tổng dương tích dương. Thế bây giờ mình phải nhòm xem tổng là cái gì và tích là cái gì. Thầy lại dán xuống dưới này nha. Cái này phải cố gắng nhé. Phần này nói thật với các em là không dễ dàng gì tiếp thu được hết đâu. Thế mà các em hôm nay mà hiểu được 80% là ngon lành. 100% là tuyệt quá. Một chết, một che hoặc gì. Không dịch thì xuống dưới mới để xuống đây. Cái đều lại che mà tôi đành xóa tạo này. Phải dán vào đây thì nó mới biết được a là cái gì rồi. M là trừ 2. Đấy, mình lắp vào đây. M trừ 2 khác 0. Delta phẩy nhé. Delta phẩy thì là b phẩy bình. B phẩy bình là trừ m đến bình. Trừ đi a nhân c tức là m trừ 2 nhân với m cộng 3. Cái này là phải lớn hơn bằng 0. Tại vì đề bài chỉ nói hai nghiệm chứ không nói hai nghiệm phân biệt mà, hiểu chưa? Bao giờ hai nghiệm phân biệt thì cái đấy bị dương. S, S là viết tắt của chữ sum ấy. Sum là tổng, tổng của nó sẽ bằng trừ b trên a. Vị lý VS thôi mà. Trừ b trên a thì sẽ bằng cái gì? 2m chia cho m trừ 2. Tích dương, tích là tích. Và product. À, trong nghĩa thông thường nó là sản phẩm, trong toán nó lại là tích. C trên a tức là m cộng 3 chia cho m trừ 2 lớn hơn không. Rồi, xin mời giải ra cho thầy. Giải đây. Học xong ngày hôm nay là trình độ nó sẽ lên một bậc đấy.
Rồi, như vậy là chúng ta còn có thể các em giải riêng từng cái một nhé, để cho nó đỡ bị loạn. Những bạn nào học khá giỏi thì có thể giải một phát cả bốn thành trên cùng một một hệ, nhưng có thể giải từng cái một. M khác hai, hai hai nhân tung ra, nhân tung ra giải nước đi, thì hình gì như nó ra là 6 trừ m rồi, đúng không? M bình trừ đi m ngoặc, m bình trừ 2m 3m trừ 6 lớn hơn bằng 0. Đúng rồi, chính xác, giải nước đi, cuối cùng là m 6 trừ m, 6 trừ m lớn hơn bằng 0, tức là m nhỏ hơn bằng 6. Cái thứ ba này, cái thứ ba này, dấu của thường như dấu của tích các em nhé, dấu của thường như dấu của tích. Đây này, ra giấy nháp này, 2m nhân với m trừ 2, dấu của thường như dấu của tích ấy. Thế thì sao? Thế thì cái con A của con này là bằng 2, con A con này bằng 1, dương cùng dấu đúng không? Cùng là lớn đi với lớn hoặc nhỏ đi với nhỏ. Như vậy cái con thứ ba là đi với lớn tức là m lớn hơn 2, hoặc nhỏ đi với nhỏ tức là m nhỏ hơn 0. Đúng chưa? Con này cũng tương tự như vậy. Dấu của thường như dấu của tích, A bằng 1, A đây bằng 1 tiếp, dương. Như vậy là cũng là cùng dấu thì lớn hơn nghiệm lớn hoặc nhỏ hơn nghiệm tức là m lớn hơn 2, m nhỏ hơn trừ 3. Và cuối cùng các em biểu diễn trên trục số cho thầy giáo để cho nó gọn. Tất nhiên bạn nào bạn ấy làm thạo, bạn ấy nhìn được mắt bạn ra nhẩm ra được. Nhưng trong bài này để an toàn chúng ta có thể biết trục số này. Trục số các em nhìn nhé. Khác hai này. Đây này. Đây này. Và đây này. Như vậy trừ 3 là bé nhất đúng không? Không, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái con đầu tiên là m khác 2, tức là lớn hơn hay nhỏ hơn thì được. Xong. M lớn hơn 2 hoặc m nhỏ hơn 0, lớn hơn 2 đây. Hơn 0 đây, ở giữa thì phải gạt đi. Đúng chưa? Đến cái thứ 2 rồi, đến cái thứ 3, lớn hơn 2 hoặc nhỏ hơn trừ 3. Lớn hơn 2 hoặc nhỏ hơn trừ 3, như vậy nó nằm bên phải này, hoặc nhỏ hơn trừ 3 là bên này. Ở giữa là gạch đi. Xong. Cuối cùng nhỏ hơn bằng 6, 6 đây. Tức là lớn hơn thì gạch đi. Vậy nó còn đến cái này gì thì đó chính là kết quả. Như vậy đáp số là m nhỏ hơn trừ 3 hoặc là m lớn hơn 2 nhỏ hơn bằng 6. Bài toán là giải quyết xong. Căng thẳng nhau, giải như này tự luận nó vất vả lắm, nó đâu có giải như là trắc nghiệm, té phở ra mới ra được này. Rồi. Như vậy chúng ta ra được cái này, cố gắng vất vả năm nay sang năm mình tách ra thành học hai buổi thì nó sẽ nhàn hơn, chứ học cùng một buổi là hơi mệt, do các em học ở các trường khác nhau như thu xếp lịch nó khó nên nó mới dẫn tới cái kịch bản như thế. Chưa? Sang năm là như lượng các bạn nó đến học đông hơn một chút thì tách ra nó dễ, như lớp 11 thì nó có hai lớp, lớp 11 các anh chị tách ra thành hai lớp riêng biệt rất là ngon, là chia thành hai buổi nhanh lắm. Đây là thầy đánh máy lại cho các bạn như thế này, khi chúng ta đọc các tài liệu chúng ta nhìn như là chúng ta không hiểu cái này đâu ra cả. Nhớ lời thầy nó dặn là dấu của thường như dấu của tích, và ở đây nó đã ẩn đi cái kỹ thuật chúng ta biểu diễn trên trục số đúng không, chỉ ghi kết quả thôi. Thế là bị khủng. Rồi, như vậy ví dụ 10 năm để giải quyết xong. Hôm nay chúng ta làm được hơi nhiều đấy. Những cái bạn nào học khá giỏi thì còn có câu điều kiện nâng cao này, này. Khủng bố đấy. Nâng cao là thầy đang đọc thêm thôi, nếu như các em nào học nâng cao. Điều kiện để phương trình này có hai nghiệm và số alpha nằm trong khoảng hai nghiệm đấy thì là trong trái. A nhân nhép alpha nhỏ hơn 0. Hai nghiệm đều lớn alpha như này và hai nghiệm nhỏ hơn alpha như này.
Câu này là câu nâng cao nhé, thầy giáo cứ đưa đấy, bạn nào mà thích nghiên cứu thêm thì xử lý. Đây, thầy giáo chụp rồi, thầy giáo gửi trong cái phần kia. Lúc nào ở trên lớp mà gặp cái bài thế đấy, biết là thầy giáo Tần đã từng nói điều kiện, thì em cứ thế mà giải ra. Cứ nhớ là trong trái ngoài cùng, cái dưới nó nằm ngoài cho nên nó phải cùng cùng dấu với ai. Đây thầy giáo gửi thêm đấy. Bây giờ một câu là khủng khiếp là như này, mà cái này liên quan đến chương trình lớp 11, 12. Điều kiện là với phương trình nghiệm đúng với mọi x. Thì tất nhiên thầy giáo xét trong trường hợp ở đây là A khác không. Còn nếu như A mà chứa tham số thì phải xét trường hợp A bằng không và giải trực tiếp. AX bình phương cộng B cộng C lớn hơn 0 với mọi x thuộc R sẽ tương đương với A lớn hơn 0, delta nhỏ hơn 0. Cái chỗ này điều kiện này các em phải chép vào trong quả chốc để nó giải thích cho trên hình như thế. Được chưa? Bây giờ thầy giáo phân tích hình vẽ trên hình vẽ nha, các em sẽ biết nhé. Và nhớ rằng là nhớ là thầy Tần dạy ở đâu màu này này. Nếu A chứa tham số thì phải xét trường hợp A bằng không, giải trực tiếp. Đừng quên lời thầy giáo dặn nhé. Nào, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ phân tích trên hình vẽ để tìm được các điều kiện chuẩn chỉ. Hình vẽ vẫn là 6 hình trong buổi trước học thôi. Một, hai, viết thổ trung tí, ba, đây là A dương, một, hai, ba, A âm. Nhìn vào hình mà biết, mà đọc ra, tập nhìn vào hình đọc ra. Trường hợp thứ nhất nhân ta âm này, đây, em nhìn đấy nhé. Trường hợp thứ nhất hình này này thì có phải là fx
làm hoàn toàn phía trên trục hành đúng không? Lớn hơn không với mọi x thuộc R đúng không nào? Đấy. Thế mà nó lớn không với mọi x thuộc R thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc R, có điều là dấu bằng không xảy ra bao giờ cả. Đúng không? Hình một là xong chưa? Đấy, cái này cũng được, cái này cũng đúng này. Đấy. Thế hình số 2. Delta bằng 0, delta bằng 0 thì nó chỉ lớn hơn hoặc bằng 0 thôi, không có một cái kia. Với mọi x thuộc R. Đúng không? Và tương tự như vậy. Thế còn cái thứ ba, cái thứ ba là delta dương. Delta dương thì rõ ràng nó có hai nghĩa phân biệt là x1 x2 là cứ trong trái ngoài cùng cho thầy. Tức là fx nó sẽ dương với mọi x gì nằm ngoài khoảng nghiệm, tức là x nhỏ hơn x1 hoặc x lớn hơn x2. Đúng không? Nằm dương cùng dấu với A thì nằm ngoài khoảng nghiệm. Tương tự như vậy F âm. Thế con dưới này thì như vậy là Fx nó sẽ nhỏ hơn không với mọi x thuộc R. X nhỏ hơn không, Fx nhỏ hơn không với mọi x thuộc R đúng chưa ạ? Rồi. Thế thì nó đã nhỏ hơn không với mọi x thuộc R thì nó sẽ nghiệm đúng với trường hợp là Fx nhỏ hơn hoặc bằng không, vì chúng ta biết là hoặc nó chỉ cần một trong hai cái đúng được. Và cái hình này thì tương tự là Fx sẽ nhỏ hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc R. Delta bằng không. Còn cái này là có trong trái ngoài cùng. 6 hình vẽ này mình phải biết phân tích từ hình vẽ, đọc ra các kết quả. Thầy giáo đã dạy các em luyện rất kỹ cái này rồi, các em phải để ý. Sau đó thì ba mới quay trở lại vào bốn cái câu hỏi ở trên thì các em sẽ thấy hình nào thỏa mãn. Bốn cái câu hỏi vừa nãy nhá, đây này. Đấy. Đây này, fx lớn hơn không? Đấy. Thì có phải là hình một không? Đúng chưa? Cái này là hình một đúng chưa? Thế cái thứ hai là fx lớn hơn hoặc bằng không thì có vẻ là hình 2 và hình 1 đúng chưa? Hình 2 và hình 1 thỏa mãn. Thế là gộp lại có cái gì đâu? Delta phải dương, à quên, A phải dương và delta phải nhỏ hơn bằng không. Đấy là gộp của hình 1 và hình 2 đấy. Thế cái con số 3 là âm này thì có phải là hình 4 không? Hình 4 đúng chưa? Rồi, thế còn cái này là gì ạ? Hình 5 và hình 6 đều thỏa mãn đề bài hết. Đấy, không phải tự nhiên mình ra đâu. Thầy khi nào thầy quên thầy cứ vẽ hình và phát ra hết. Đấy là nghệ thuật. Em mà học thuộc cái này thì tất nhiên là trí nhớ của em quá tốt rồi. Còn nếu không thì cứ vẽ hình nó ra. Chưa? Rồi. Bây giờ mình bắt đầu. Ví dụ số 16. Tất nhiên thầy sẽ dạy các em lại cái chuyện là vẽ hình để chúng ta xử lý. Bài toán yêu cầu là tìm giá trị của m để bất phương trình này nghiệm đúng, thầy phải xóa chữ cos, nghiệm đúng với mọi x thuộc, với mọi x tức là với mọi x thuộc R. Lớp mình học chương trình là ổn hơn ngày hôm qua, thì hơi đi chậm một chút.
Cái bài hỏi là tìm M để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x, hóa cái chữ có đi, nghiệm đúng với mọi x thôi. Nghiệm đúng với, tìm M để nghiệm đúng với. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Bài này mới gọi là bài xương, những bài kia thì tôi chỉ mấy cái bài đầu tiên thì toàn hệ số hằng số mà ai trả giải được. Bây giờ bắt đầu dính M, bắt đầu hoa hết mắt, u hết tai đúng không? Là đầu tiên cứ viết cho thầy A bằng gì, B bằng gì, C bằng gì. Cần thiết thì có một số trường hợp có thể tính nhân ta trước, không vấn đề nào gì. A của chúng ta là bằng A bằng M cộng 2 đúng không? B bằng trừ 2M, như vậy là B phẩy sẽ bằng trừ M, C bằng 1. Đấy. Rồi bây giờ làm gì tiếp? Xét trường hợp A bằng 0 trước đúng không? Nhưng mà viết trong bài mà nó thường viết là với m bằng trừ 2, thực ra phải hiểu là a bằng 0 nó dẫn tới m bằng trừ 2, nhưng viết vào bài thì viết luôn là với m bằng trừ 2 đấy, cho nên nhiều bạn không để ý cái chi tiết này, là không hiểu cái này ở đâu ra, tại sao lại xét m bằng trừ 2 mà không xét m bằng cái khác, là do lúc đấy con a nó bằng 0, với m bằng trừ 2 bất phương trình trở thành, vừa nãy là phương trình, bây giờ là bất phương trình. Bất tức là không ấy, bất tử tức là không chết đúng không? Bất phương trình trở thành là cái gì? Thay m bằng trừ 2 vào, trừ 2 nhân đây, nhỏ 4x cộng với 1 lớn hơn 0. Cái này mình giải ra ngoài là 4x lớn hơn trừ 1, tức là x lớn hơn trừ 1 phần 4. Như vậy cái này chỉ đúng, cút chết, chỉ đúng chỉ đúng với x lớn 1 phần 4 trừ 1 phần 4 thôi, chứ không phải là đúng với mọi x đúng không? Suy ra là m bằng trừ 2 là không thỏa mãn. Chương trình của lớp 10 nhiều khi nó cũng có nhiều cái đoạn nó hơi khó, mình không quen. Đấy, thế này xong được chưa? Rồi tiếp tục, các em cứ làm trình tự như này không bao giờ nó bị mất điểm, làm đâu chấm điểm ở đấy nếu mà tự luận. Đến đây được chưa nào? Rồi, tiếp tục. Với m khác trừ 2 thì bất phương trình đã cho là bất phương trình bằng 2. Đúng không? Bây giờ thầy giáo phân tích trên hình vẽ để các em sẽ hiểu là cái hình nào là thỏa mãn đề bài nhé. Các em cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Đây nó đang cần dương nhé. Đây này, để bài hỏi là nghiệm đúng với mọi x thuộc với mọi x, thầy giáo sẽ vẽ cho các em 6 cái hình mà các em sẽ bảo là hình nào thỏa mãn đề bài là coi như dạng bài này là các em ngon lành. Cái phân tích trên hình là quan trọng, còn cái điều kiện kia các em nhớ được thì câu trả lời là quá tốt, nhưng mà có phải lúc nào tặng nhớ được đâu. Nào 6 cái hình này nhé, thầy giáo sẽ vẽ đủ 6 hình, các em sẽ biết cái hình nào thỏa mãn đề bài. Còn là sau này lúc nào quen thôi thì các em chỉ cứ nhớ là bao giờ nó có dính những con cộng hoặc trừ vô cực thì bao giờ con A cũng phải cùng dấu với dấu bất phương trình. Đấy là nghệ thuật để loại dần. Còn bây giờ hiện tại thì chúng ta phải để ý là như này. A dừng ba cái đúng không? Tiếp xúc. Cắt. Đây là ứng với điện tử âm. Điện tử bằng 0. Nên ta dừng. Đề bài bảo là cái con x với x là phải lớn hơn không với mọi x. Nghiệm đúng mà. Trong ba con này con nào thỏa mãn đề bài? Thì con thứ nhất là nó nằm hoàn toàn phía trên là fx lớn hơn không với mọi x thuộc R. Con này thỏa mãn. Để lại. Con thứ hai là nó cũng lớn hơn không nhưng mà tại điểm này nó bằng không. Tại cái điểm x bằng trừ b trên 2a là nó bằng không mất.
trừ b trên 2 là bằng không, mất không thỏa mãn. Con này thì càng không thỏa mãn bởi vì nó có khoảng âm bằng dương đúng không, nằm dưới trục hoành là âm, nằm trên trục hoành là dương, hình này bứt, hình này bứt. Thế còn âm, a âm thì thế nào, a âm thì cả ba cái còn đều không thỏa mãn hết bởi vì nó có cái miền âm là được không, được không, để mày bảo là phải dương với mọi x thuộc r, con này là âm này bứt rồi, con này cũng âm này, con này cũng âm này, bứt hết. Như vậy còn mỗi hình này thôi, hình này làm thế nào mà thỏa mãn điều kiện này thì có phải là a dương và delta âm không, thấy chưa? Đấy, cái phân tích hình này lúc đầu nó hơi dài một chút nhưng đảm bảo với các em là sau này các em thạo rồi, chỉ rất là dễ, rất là dễ, được chưa? Như vậy là a dương delta âm là điều kiện. Thế đến đây chúng ta sẽ giải tiếp là như sau. Sau khi hiểu được bài rồi thì như vậy là do đó nó nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi, nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi đấy, a dương và delta phẩy của nó là âm là xong, em hiểu chưa? Đấy, thế thôi, vô chưa? A bằng m cộng 2 là dương, delta phẩy âm là xong. Đấy, thế a thì là m cộng 2 là dương rồi, m cộng 2 là dương, delta phẩy là b phẩy bình, m bình trừ đi ac, tức là m trừ đi m cộng 2 nhân với 1, trên là m lớn hơn trừ 2, còn ở dưới là m bình trừ m trừ 2 nhỏ hơn 0. Thích bấm máy thì bấm, mà không thì bấm máy được. Còn nhớ cách bấm máy không? Như vậy trên là m lớn hơn trừ 2, ở dưới là m lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn dương 1. Đáp số cuối cùng là m lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn 1 là xong. Trong trái ngoài cùng mà, đây hai nghiệm là trừ 2 và một nghiệm là dương, một nghiệm là trừ 2 một nghiệm là dương 1. Trái dấu với dấu của A thì nó phải lớn hơn nhỏ, nhỏ hơn lớn. Được chưa? Đấy, đó chính là đáp số. Bài toán được giải quyết xong. Chưa? Rồi. Như vậy là bài toán giải quyết xong. Trong quá trình trình bày vào trong cái tập này nó hơi ngắn này, mình phải giải thích ra tại sao nó như này. Trình qua là nó giả nước, nó viết tắt của cái đoạn vi tính delta phẩy đúng không? Nó ghi vào luôn. Thế còn chỗ này chúng ta cho vế trái bằng không thì nó có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là dương 2. Ơ từ 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 có sự nhầm lẫn. À như vậy đây mới giải đúng, vừa lại giải nhầm. Trừ 1 và dương 2. Trừ 1 và dương 2. Vậy thì kết hợp lại thì cuối cùng là m lớn hơn trừ 1, m nhỏ hơn 2. Vừa lại là nó nhầm đấy. Đây là nó nhầm đấy. Trừ 1 và dương 2. Biểu diễn trên trục số nhé. Đây nhé. À, trừ 2 này. Xong đến trừ 1 này. Xong đến 2 này. À, m lớn hơn trừ 2 tức là nhỏ hơn cái t này. À, m lớn hơn trừ 1 nhỏ hơn 2 thì đây. Còn phía bên ngoài gạch đi. Đúng chưa? Như vậy đáp số là m lớn hơn trừ 1 nhỏ hơn dương 2. Xong. Xử lý xít nhầm. Như vậy ví dụ số 16 đã được giải quyết xong. Trình bày vào trong quả thì thầy giáo viết ngắn hơn một chút là do đã giảm bớt cái đoạn tính đến ta phải. Tiếp tục. Bây giờ nếu như đề bài hỏi như này, tìm các giá trị của m để bất phương trình là m cộng 2 nhân x bình trừ đi 2m x cộng 1 lớn bằng 0, nghĩa đúng với mọi x r, thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? Tức là thầy thay cái chỗ ở trên này, chỗ này là dấu lớn hơn, còn đây là dấu lớn hơn bằng.
lúc đấy chúng ta xử lý thế nào? Đây là dấu lớn đấy bạn, thì chúng ta xử lý thế nào? Thì chúng ta cũng phân tích trên hình vẽ giống như vừa nãy. Tất nhiên là trong bài này đúng với ngoại và a lại dương, à quên, cái con này lớn bằng không, cho nên chỉ có a dương thôi, a âm là loại ngay trong khỏi vòng chiến đấu. Thì hình vẽ cũng phân tích giống như vừa nãy, đây là delta dương, a âm này delta bằng không, con này thì có miền âm, loại khỏi vòng chiến đấu, con này thì luôn lớn hơn bằng không, con này lớn hơn không thực sự, đúng không? Thế mà lớn hơn không thực sự thì nó, mà chúng ta biết là đọc ở đây là lớn hơn hoặc bằng không, nghiệm đúng, lớn hơn không thực sự thì nó cũng thỏa mãn là lớn hơn bằng không, đúng không? Cho nên là gộp hai cái này lại như vậy, xét trường hợp một a bằng không giống như ở trên, còn a khác không thì xét giống như vừa nãy là a dương và delta phẩy nhỏ hơn hoặc bằng không, nhỏ hơn không là hình này, bằng không là hình này em nhé. Đấy, tức là khi trong bài nó có cái con bằng không thì cái chỗ delta phẩy nó cũng có bằng không, giải giống như trên thì chỉ khác mỗi cái dấu bằng này. Và như vậy chúng ta sẽ được kết quả như sau, thêm dấu bằng vào đây, kết quả là m lớn hơn bằng trừ 1, nhỏ bằng 2. Bài toán được giải quyết xong. Câu này mà người ta cho vào trắc nghiệm thì là gọi trắc nghiệm trá hình, bởi vì phải giải 2-3 phút mới xong, làm gì mà nhanh, đúng không? Rồi, ví dụ 17 đã được giải quyết xong. Bây giờ xin mời các em tự làm như thầy giáo câu 18 trong vòng 5 phút xem. Cứ giải được xong cái câu 18 này sẽ trả lời được câu hỏi của thầy, tại sao đôi khi chúng ta phải, tại sao chúng ta phải xét a bằng không. Tất cả các ví dụ của thầy từ đầu đến giờ thấy a bằng không đều không thỏa mãn, nhưng ví dụ thứ 18 lịch sử nó sang trang khác, và bây giờ mới hiểu tại sao thầy nhấn mạnh lên nhấn mạnh xuống là phải xét a bằng không.
Thế học này chúng ta không được nản chí đúng không? Phải kiên trì, kiên trì. Đây là dạng bài khó mà. Cái tam thức bậc hai là dạng bài khó nhất trong chương trình lớp 10. Đấy. Nó khó nhớ. Mình làm nhiều, vẽ hình nhiều, phân tích nhiều, nó sẽ quen. Bạn nào mà học được cái phần này chứng tỏ là trình độ rất là tốt. Bây giờ chúng ta cố gắng tiếp này. Chịu khó phân tích trên hình vẽ, mà cái cách phân tích của thầy là cái cách để học tốt nhất. Cách tốt nhất xét dấu rồi các thứ và chiến đấu ngon lành. Đấy, bây giờ nó đi được. Tìm cái giá trị của M để trải nghiệm đúng thì mình có thao tác chuẩn bị là mình đặt là tính A bao nhiêu cộng 2 B bằng trừ 2 lần của M cộng 2 đúng không? Như vậy là B phẩy sẽ bằng trừ của M cộng 2. Thầy chọn bài này đặc biệt đúng không? C của chúng ta là bằng 1. Xong nó cho ra ngoài giấy nháp là A bằng 0 tương đương với M bằng cái gì? Tương đương M bằng trừ 2. Đấy. Thế bắt đầu mới xét là với M bằng trừ 2 bật phương trình trở thành. Không hiểu con này đâu ra là do con này ra. Đấy, làm ở nháp ra. Trở thành cái gì? Thay M bằng trừ 2 vào thôi. Con này bằng 0, con này bằng 0 nốt. 1 lớn hơn 0. Bất ngờ chưa? Đó, từ nãy giờ toàn thấy không thỏa mãn, nhưng bây giờ là thỏa mãn. 1 lớn hơn 0 thì nó là một mệnh đề đúng. Đây là một mệnh đề đúng. Như vậy là nó nghiệm đúng với mọi x thuộc R, đúng không? Nó luôn luôn đúng. 1 lớn hơn 0 thì có x ở đâu. Cho nên là M bằng trừ 2 là thỏa mãn. Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy bài này đúng không? Đó. Phải đưa ra để em biết rằng là cái việc em không xét A không phải là lúc nào. Em thấy trường hợp nào A vào thay vào nó đều không thỏa mãn cả. Thế là chết rồi. Chết rồi. Đấy, em M bằng trừ 2 A bằng 0 đấy. Thỏa mãn đây bài. Rất bất ngờ đúng không? Thầy đã chọn khủng bố, kể cả phương trình cũng có nhé, có đâu nhưng ta chưa đưa vào thôi. Tiếp tục, tiếp theo là với m khác trừ 2 bất phương trình đã cho là một bất phương trình là bậc 2. Vậy để nó nghiệm đúng với mọi x thì điều kiện là gì? Chúng ta để ý câu diễn đạt nhé. Để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x, điều kiện là, điều kiện là, còn nếu mà chúng ta nói là khi và chỉ khi thì không thể là dùng từ nó cẩn thận. Để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R thì điều kiện là, thực chất là điều kiện cần và đủ là đấy. Nào, nhớ nhé, bao giờ mà nó dính từ mọi x hay là dính với cộng trừ vô cực thì bao giờ cũng phải xét A, chỉ xét A cùng dấu bất phương trình thôi, đừng có giải mà xét A ngược dấu lại, ngược dấu không bao giờ nó thỏa mãn đâu. Đấy, với mọi x hoặc là với mọi x hoặc là một cái đoạn mà nó dứa chứa khoảng nào đó mà chứa cộng hoặc trừ vô cực là được, là phải bao giờ cũng xét cùng dấu dấu bất phương trình. Bây giờ không tin thì nó vẽ đi, nó vẽ cho các em 6 cái, các em sẽ loại được này ba cái trường hợp mà dừa ngược lại. Bây giờ lại vẽ 6 cái. A âm, A dương. Là A âm. A âm cái này là luôn luôn âm nhé. Nằm dưới nhé. Cái này luôn nhỏ bằng 0 nhé. Fx luôn âm này. Fx luôn nhỏ bằng 0. Nhìn hình như biết ngay. Còn con này là có khoảng âm khoảng dương. Đúng không? Mà đề bài đang bảo là nó dương với mọi người. Cho nên ba cái hình này đều gạch chứ. Thấy chưa? Đấy, thì bây giờ tiếp tục.
con này cũng thế, có khoảng âm khoảng dương gạch, con này có cái điểm bằng không gạch, vậy nó trơn ra mỗi con này. Thấy không? Dùng phương pháp loại trừ trường hợp, phân tích trên hình siêu giỏi luôn. Vậy thì nó chỉ rơi vào hình này điều kiện là gì? Hình này điều kiện là gì? Điều kiện là a dương và delta âm. Delta phải âm. Thế là xong cái gì đâu, nhớ là delta bằng 4 lần delta phải, cho nên dấu của hai thằng này nó giống như nhau. Delta bằng 4 lần delta phải làm cho nó sẽ âm cùng âm và dương cùng dương. Được chưa? Đấy, sau khi phân tích trên hình vẽ như thế, lúc đầu nó hơi lâu một tí nhưng đảm bảo nhớ mãi mãi. Thế sau này chúng ta quen rồi, chúng ta sẽ biết là a nó chứa cộng trừ vô cực, chỉ xét a cùng dấu với phương trình thôi là đã bớt ba hình rồi, bớt ba hình rồi. Đấy. Rồi như vậy điều kiện là a dương delta âm đúng không, delta phải âm. A dương tức là a dương delta phải âm, rồi a dương tức là m cộng 2 phải dương delta phải, em có thể tính phụ luôn ở trên này được, delta phải tính luôn ở trên dòng này. B phải bình trừ AC tức là M cộng 2 tất cả bình trừ đi M cộng 2 nhân 1. Thôi, ghi lại đây. Rồi, giải nốt cái này ra là xong. Giải nốt ra xong rồi, kết luận. Bài này nó hơi đặc biệt, là kết luận nó khác với lại trường hợp 2. Rồi, bắt đầu giải tiếp này. Đi từ từ mà giải nha. Đây là giải đồng thời, còn có nhiều bạn có thể giải riêng. Con này chuyển vế sang, chúng ta sẽ được là m lớn hơn trừ 2, đúng không? Rồi, con này chuyển vế sang, à quên, đặt m cộng 2 ra ngoài. Thì ở trong sẽ là m cộng 2 trừ đi 1. Trên là m lớn hơn trừ 2, ở dưới là như này. M cộng 2 nhân m cộng 1. Các em thích thì các em làm bảng xét dấu, và thôi làm bảng xét dấu lâu lắm. Chúng ta nhớ là chúng ta cho vế trái bằng không thì nó có một nghiệm là trừ 2 và một nghiệm là trừ 1. Trừ 2 và trừ 1. Chúng ta xem trừ 2 và trừ 1. Nên là A đây bằng mấy? 1. A đây bằng mấy? 1. 1 nhân 1 là dương. Trái dấu thì đuổi nhau. Lớn hơn nghiệm nhỏ, nhỏ hơn nghiệm lớn. Trong một nốt nhạc, việc gì phải khó. Như thế này thì viết ngược lại. À, m lớn hơn trừ 2 tức là trừ 2 nhỏ hơn m. Như vậy chúng ta lấy cái trên và cái dưới kết hợp lại nhau, chúng ta sẽ được là m lớn hơn trừ 2 hơn trừ 1. Đây là một trong những tuyệt kỹ để giải nhanh mà không cần phải vẽ trục số. Bây giờ kết hợp lại. Các em nhìn nhé. Trong trường hợp thứ nhất là m bằng trừ 2 là có thỏa mãn. Quên, ở trên thì nó phải nhầm. M bằng trừ 2 ở trên là có thỏa mãn. Bây giờ lại cái này nữa. Như vậy là m lớn bằng trừ 2 nhỏ hơn là bằng trừ 1 thì bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi thuận x thuộc R và bài toán được giải quyết xong. Được chưa? Bài toán hôm nay là nó khó đấy, chúng ta chỉ cần hiểu được 80% là đã ngon lành, 60% được, 80% là quá ngon. Thế sau đó các em phải rảnh rỗi các em giải lại cho thầy, mà giải được ra đúng đáp số như thế nào lúc đấy chúng ta mới biết rằng à như vậy mình đã hiểu được cái 90% rồi. Còn nếu mà giải ra nó vẫn chưa đúng như thầy thì lại làm lại cũng sao cả.
Đây là dạng bài rất khó, rất khó. Không tin các em hỏi các em ở trên lớp xem xuống các bạn đã thấy là dễ hay khó, đúng không? Rồi tiếp tục, như vậy ví dụ là được giải quyết xong. Bây giờ nếu như thầy giáo cài thêm dấu bằng vào, cài thêm dấu bằng vào thì đa số nó hiện thế nào? Có thêm dấu bằng vào đây, chúng ta nhìn vào lời giải của mình ở trên và sau đó xem là và nếu thầy giáo cài thêm dấu bằng vào chỗ đấy thì cái lời giải nó có khác được khác gì không, đa số nó khác gì không? Rồi. Như vậy đối với trường hợp mà chúng ta cho cái dấu bằng vào đây thì chúng ta sẽ giải giống như vào đây, nhưng có điều chỗ này điều kiện của nó sẽ là delta phải nhỏ hơn nó bằng không. Hãy nhớ nhé, khi nào mà nó có thêm cả dấu bằng thì cái chỗ delta nó cài thêm cả dấu bằng nữa. Đấy là lý do mà thầy giáo cũng phân tích trên hình rồi, chúng ta quan sát là cả trường hợp delta bằng không cũng thỏa mãn, đúng không? Như vậy trình bày sẽ giống như ở trên, có điều là chúng ta thêm dấu bằng vào đây, thêm dấu bằng vào đây. Nhưng mà gộp nghiệm cuối cùng lại thì là m sẽ lớn bằng trừ 2, nhỏ bằng trừ 1. Thế là mới đều trên đấy. Chỗ tại trên này chỗ này trừ 2 thì không có dấu bằng, nhưng vì ở đây là m bằng trừ 2 lại có bạn loại xong lại lấy xong lại gộp vào lại lấy. Đây là lấy này, m bằng trừ 2 là lấy này. Xuống dưới lại trừ 2 là không lấy này, là loại. Xong dưới cùng lại gộp lại lại lấy. Thế là mới lắt lẹo. Phải xét những cái trường hợp đặc biệt như thế thì sau này chúng ta làm quen các trường hợp xảy ra rồi chúng ta mới không ngại, được chưa? Rồi như vậy bài này, bài 19 là xong. Hôm nay chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy, có nhiều bạn bài khó khủng khiếp mà chúng ta vẫn tiếp thu được, thế là tốt nhá. Thầy giáo dặn lại một cái là bài hôm nay nó khó, cho nên có chỗ nào mà lúc nào rảnh rỗi chúng ta làm lại, làm lại được mà giống hết như thầy giáo đang giúp của thầy giáo thì tuyệt vời, là coi như chúng ta đã vững. Còn nếu như mà chúng ta vẫn chưa được ra thì chúng ta phải xem lại lần nữa, không sao cả. Đấy, nếu mà có dạng bài khó đầu tiên, tức là bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R,